Kính chào quý vị khán giả đang đến cùng với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 18 tháng 12 năm 1972, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã bước vào cuộc chiến 12 ngày đêm, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng. Uy danh của không quân chiến lược Mỹ, pháo đài bay siêu thẳng B-52 đã phải gục ngã trên bầu trời Hà Nội. Mảnh đất Thăng Long Hà Nội vốn đã giàu truyền thống lịch sử, lại một lần nữa viết lên trang sử hào hùng. Sự kiện này đã gây chấn động cả thế giới rằng, một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại có thể hạ được vũ khí hàng đầu của một quốc gia có nền quân sự, được coi là mạnh nhất tại thời điểm đó. Vậy Việt Nam đã dùng thứ vũ khí gì mà có thể tiêu diệt được máy bay B-52 của Mỹ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, sau những thất bại trong Mậu Thân năm 1968, đường chín Nam Lào năm 1971, đặc biệt là sau cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của dân và quân Việt Nam trong chiến trường miền Nam, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ đã quyết định phát động cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai nhằm tàn phá hậu phương lớn miền Bắc, mà đỉnh cao của nó là mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân, đánh phá thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và nhiều mục tiêu chiến lược khác trên miền Bắc. Để tiến hành cuộc tập kích, đế quốc Mỹ đã huy động một lực lượng lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hàng trăm máy bay ném bom chiến lược B-52 cùng hàng nghìn máy bay chiến thuật và nhiều tàu sân bay, tàu chiến đấu tối tân, hiện đại. Trong đó, máy bay ném bom B-52 là phương tiện chủ lực mà quân đội Mỹ sử dụng để tiến hành cuộc tập kích. Theo tiến sĩ Trần Hữu Huy, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trong sức mạnh quân sự của Mỹ, pháo đài bay B-52 là một vũ khí rất hiện đại và có sức công phá rất lớn. Nó được mệnh danh là niềm tự hào của không lực Hoa Kỳ. Chính vì thế, máy bay B-52 của Mỹ thường được sử dụng trong những trận đánh, những chiến dịch mang tính quyết định, tạo ra những bước ngoặt cho chiến tranh. Một trong số đó chính là cuộc tập kích chiến lược đường không vào Hà Nội Hải Phòng tháng 12 năm 1972. Với sức mạnh khủng khiếp của máy bay B-52 được coi là niềm kiêu hãnh của không quân Mỹ, vậy bộ đội Việt Nam đã dùng những vũ khí nào để tiêu diệt, tạo ra những địa chấn thời điểm đó? Đầu tiên, vũ khí mà tên kênh muốn nhắc tới, đó chính là chiến đấu cơ phản lực MiG-17. Các bạn thân mến, dưới bản lĩnh chiến đấu kiên cường của phi công Việt Nam, những chiếc MiG-17 từng bị xem là lạc hậu, trang bị hỏa lực kém so với đối thủ, vẫn tạo nên nhiều kỳ tích huyền thoại trên bầu trời. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, MiG-17 là máy bay phản lực chiến đấu do Liên Xô chế tạo và đưa vào sử dụng từ năm 1952. Chiến đấu cơ được phát triển dựa trên mẫu MiG-15 trước đó. Điểm mới là ứng dụng cánh cụp xuống phía sau với hình dạng 45 độ gần thân chính và 42 độ so với phần bên ngoài của cánh. Chiếc mũi lõm đặc trưng của MiG-17 có nhiệm vụ lấy không khí, cung cấp cho động cơ phản lực turbo gắn bên trong thân máy bay. MiG-17 có tốc độ tối đa là 1.120 km/h. Về chỉ số, MiG-17 thua kém về tất cả mọi mặt từ tầm bay, trần bay, vận tốc, khả năng trang bị vũ khí cho tới radar điều khiển hỏa lực so với các máy bay chiến đấu đa năng hiện đại của Mỹ thời đó. Những con Ma-F4 hay thần sấm F-105, MiG-17 sử dụng động cơ VK1, trong khi biến thể MiG-17F được trang bị động cơ VK1F với một bộ phận đốt nhiên liệu lần 2, giúp cải thiện tính năng, đã khiến nó trở thành biến thể được biết đến rộng rãi nhất của MiG-17. Cánh và đuôi của MiG-17 được thiết kế lại để tăng tính ổn định và khả năng điều khiển máy bay ở tốc độ nhanh gần Mach 1, không được trang bị radar, không có tên lửa không đối không. Vũ khí trên MiG-17 chỉ vòn vẹn 3 khẩu pháo, gồm một pháo L-37D cỡ 37mm và hai pháo NZ-23 cỡ 23mm, với tổng số 160 viên đạn. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển khéo léo, cùng ý chí chiến đấu kiên cường của các phi công Việt Nam, MiG-17 đã tạo nên những cái kỳ tích khiến đối thủ phải thán phục. Phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy, 7A đã sử dụng máy bay MiG-17 xuất kích 94 lần, trực tiếp quần thảo với máy bay Mỹ 13 lần, và bắn rơi 7 máy bay gồm 5 chiếc F-4 và 2 chiếc F-105. Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp A, danh hiệu dành cho những phi công lái máy bay quân sự, có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Ít người biết trong không quân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có đến 2 phi công chiến đấu lái loại MiG-17 đều tên Nguyễn Văn Bảy. Đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy được gọi là 7A, còn Trung úy Nguyễn Văn Bảy hy sinh trên bầu trời Thanh Hóa năm 1972, được gọi là 7B. Trong suốt thời gian chiến tranh, lực lượng không quân Việt Nam nhận viện trợ khoảng hơn 90 chiếc MiG-17, 1/3 trong số đó vẫn được sử dụng tới năm 1980. Ngày nay, tất cả MiG-17 đều đã được loại biên, một số ít được trưng bày ở các bảo tàng trên khắp cả nước. Thứ hai,
đó là sức mạnh đáng gờm của bảo vật quốc gia, chiến đấu cơ phản lực MiG-21. MiG-21 là phản lực chiến đấu siêu âm, được chế tạo cho không quân Liên Xô. Những chiếc MiG-21 đầu tiên được coi là phản lực chiến đấu thế hệ thứ hai, nhưng các phiên bản sau này là phản lực chiến đấu thế hệ thứ ba, cất cánh lần đầu trong tháng 2 năm 1956 và chính thức góp mặt trong biên chế không quân Liên Xô năm 1959. MiG-21 vẫn đang được nhiều quốc gia sử dụng. Thủ tướng vừa ban hành quyết định công nhận bảo vật quốc gia của Việt Nam, trong đó bao gồm chiến đấu cơ MiG-21 số hiệu 4324, từng bắn rơi 14 máy bay các loại của Mỹ. Đặc biệt, phi công Phạm Tuân của Việt Nam lái chiếc MiG-21 MF đã bắn rơi chiếc pháo đài bay B-52 của Mỹ lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Chiếc MiG-21FM của Phạm Tuân cất cánh hồi 22 giờ 16 phút đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái theo chiến thuật đi thấp kéo cao nhằm tránh radar của máy bay địch. Sau khi dẫn đường mặt đất thông báo cách phi đội địch từ 8 đến 9 km, Phạm Tuân kéo cao rồi tăng tốc máy bay, dùng tốc độ cao đầy bất ngờ vọt qua hai tốp F-4 hộ tống, khiến những chiếc F-4 không kịp phản ứng. Sau khi vọt qua đội F-4 hộ tống, ông tiếp cận hai chiếc B-52, khi còn cách B-52 khoảng 4 km, dẫn đường mặt đất ra lệnh bắn, nhưng Phạm Tuân chờ thêm mấy giây để tiếp cận gần hơn rồi mới bắn. Chiếc MiG-21 cũng tắt radar và gác thiết bị liên lạc để B-52 không phát hiện ra là đang bị áp sát. Ông bắn rơi một chiếc B-52 trên vùng trời phía Tây Hà Nội bằng hai quả tên lửa không đối không NSK-8912, rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Các bạn khán giả của Tên Kênh, đã ai từng nghe về phi công Phạm Tuân đầy mưu trí không hát? Comment ngay dưới video chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của các bạn về chiến sĩ này nhé! MiG-21 thừa kế những thành tựu trong quá trình phát triển phản lực cận âm MiG-15 và MiG-17 cùng phản lực siêu âm MiG-19. Việc phát triển MiG-21 được bắt đầu trong những năm 1950, với nguyên mẫu đầu tiên lại Games 1 năm 1954. MiG-21 chính thức xuất hiện công khai trong tháng 7 năm 1956. Tại triển lãm kỷ niệm hàng không Liên Xô ở sân bay Tu-no Moskva, MiG-21 là tiêm kích đánh trận đầu tiên của Liên Xô. Nó là máy bay chiến đấu hạng nhẹ, có khả năng di chuyển với vận tốc Mach 2, tương đương khoảng 2.175 km/h. Nó cũng được coi là mẫu phi cơ đơn giản, dễ sử dụng, với chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với phi cơ cùng loại nên được nhiều quốc gia ưa chuộng. Nhờ khả năng cơ động và tốc độ vượt trội của MiG-21, phi công Việt Nam có thể chọc thủng đội hình bảo vệ xung quanh pháo đài bay B-52. Ngoài ra, mẫu chiến đấu cơ này cũng trở thành nỗi ám ảnh với máy bay cường kích siêu âm F-105 Thunze GEP trước khi phi công máy bay F-105 nhận ra sự hiện diện của MiG-21. Họ buộc phải thả toàn bộ bom mang theo để tháo chạy nếu không muốn bị hạ. MiG-21 dài 14,5m, với sải cánh 7,15m. Nó có trọng tải cất cánh rỗng đạt 8.825 kg. Một động cơ đẩy phản lực sử dụng bùn đốt sau Tumanki G25-300 cho phép máy bay di chuyển với vận tốc 2.175 km/h, tương đương hai lần tốc độ di chuyển của âm thanh. Ở độ cao lớn, phạm vi hoạt động của MiG-21 đạt 1.210 km, trong khi trần bay tối đa của nó lên tới 17.800m. Về hỏa lực, MiG-21 được trang bị một pháo tự động GSH-23, cỡ nòng 23mm. Các giá treo vũ khí dưới cánh cho phép nó mang theo hai tên lửa không đối không tầm trung G27-G11 hoặc bốn tên lửa dẫn đường radar Vimpel G77 hay tên lửa dẫn đường hồng ngoại G60M. Ngoài ra, nó có thể mang theo hai quả bom nặng 500kg trên một quả. Thứ ba, đó là pháo KS-19 đến 100mm. Các bạn thân mến, trong số 34 chiếc B-52 Mỹ bị Việt Nam bắn hạ, trong chiến dịch Lai Pake có 3 chiếc bị bắn hạ bởi pháo cao xạ KS-19 của Bộ đội Phòng không Không quân Việt Nam. Ngày 19 tháng 12 năm 1972, Trung đoàn 256 trang bị pháo cao xạ KS-19, cỡ nòng 100mm của quân khu Việt Bắc, theo phương án đánh trực tiếp bằng tay quay. Từ thông số dữ liệu của tổng trạm radar cấp trên đã bắn rơi máy bay B-52 của không quân Mỹ trong chiến dịch Lai Pake, pháo KS-19 dài 9,45m, rộng 2,35m, cao 2,2m, trọng lượng 9,5 tấn và cần phải tới 7 pháo thủ để vận hành khẩu pháo này. KST-19 đến 100mm là pháo phòng không do Liên Xô phát triển cuối năm 1945 để chống máy bay ném bom tầm cao trên 10.000m. Từ giữa những năm 1960, Liên Xô đã viện trợ loại khí tài này, trang bị cho lực lượng phòng không Việt Nam. Pháo 100mm tiêu diệt mục tiêu trên không ở tầm bắn hiệu quả 13.700m và tối đa là 15.000m. Với tầm bắn này, cả KS-19 đến 100mm hoàn toàn đủ khả năng với tới trần bay của B-52. Ngoài vai trò phòng không, chức năng thứ hai của KS-19 là tấn công mục tiêu mặt đất. Khi hạ nòng, KS-19 có thể bắn xuyên giáp xe tăng, xe bọc thép dày 185mm ở khoảng cách 1.000m. Cuối cùng đó là tổ hợp tên lửa SAM-2, vũ khí chủ lực diệt B-52.
máy bay ném bom chiến lược B-52 được quân đội Mỹ ngạo mạn tuyên bố là bất khả xâm phạm. Thế nhưng, trong 12 ngày đêm chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, bằng tên lửa SAM-2, bộ đội tên lửa của ta đã bắn rơi 29 siêu pháo đài B-52 trong tổng số 193 chiếc tham chiến. SAM-2 là tên gọi mà các quốc gia phương Tây đặt cho loại tên lửa 75 Zevina do Liên Xô trước đây chế tạo và viện trợ cho ta. Đây là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm cao, được điều khiển bằng hệ thống radar 3 tác dụng. Đạn tên lửa dùng trong hệ thống SAM-2 là V-750. Đạn V-750 có 2 tầng, động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, động cơ hành trình sử dụng nhiên liệu tên lửa lỏng để duy trì quỹ đạo bay. Tầm bắn của tên lửa SAM-2 có thể lên đến gần 40 km và độ cao bắn lên đến 25 km. Độ cao bắn này giúp tên lửa hoàn toàn có khả năng hạ gục máy bay B-52. Đầu đạn của SAM-2 là loại tạo mảnh, chứa gần 200 kg thuốc nổ và có tốc độ bay đạt Mach 3. Bán kính tiêu diệt mục tiêu của đạn tên lửa V-750 khoảng 65m ở độ cao lớn, khí quyển loãng. Bán kính tiêu diệt mục tiêu có thể lên đến 250m. Các đầu nổ của đạn tên lửa đều được lắp hai hệ thống ngòi nổ sát thương và hệ thống ngòi nổ tự hủy. Khi cách mục tiêu khoảng 60m, hiệu ứng vô tuyến sẽ kích hoạt ngòi nổ sát thương gây nổ đạn. Ngòi nổ tự hủy của đạn tên lửa hoạt động ở chế độ tự động và chỉ được kích hoạt ở độ cao hơn 23km khi ngòi nổ sát thương không hoạt động. Trường hợp bắn trượt mục tiêu khi đầu đạn được kích nổ sẽ sinh ra nhiệt lượng rất lớn, sóng xung kích mạnh và tạo ra hàng chục nghìn mảnh đạn tiêu diệt mục tiêu trong 12 ngày đêm chiến dịch Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, cuối tháng 12 năm 1972. Các đơn vị tên lửa SAM-2 bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh phía Bắc đã bắn rơi 29 chiếc máy bay B-52 trên tổng số 34 chiếc bị bắn rơi. Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đã sử dụng tên lửa SAM-2 để đánh thức máy bay ném bom chiến lược B-52. Hạ bệ thần tượng của không lực Mỹ. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng video của chúng mình cũng đã hết rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về những vũ khí mà Việt Nam đã tiêu diệt pháo đài bay B-52? Hay ấn tượng với vũ khí nào nhất? B-52. Hay ấn tượng với vũ khí nào nhất? B-52. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhiều nơi ở Trung Quốc hứng chịu dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá trong nhiều ngày. Trong đó, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam hứng chịu mưa lớn gây lũ quét, nước lũ tràn xuống sông Đan như một con sóng thần, phá hủy các con đường và làm ngập các ngôi làng dọc hai bên bờ. Vô số phương tiện bị lũ cuốn trôi, nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu gay gắt vào lúc 6 giờ ngày 2 tháng 9. Dự kiến từ 8 giờ ngày 2 tháng 9 đến 8 giờ ngày 3 tháng 9, Nội Mông, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn. Ở các vùng của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và bờ biển phía đông nam của Quảng Tây có mưa to và dông. Trong số đó, các khu vực phía đông nam Nội Mông, Trung và Tây Liêu Ninh, Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Bắc và Đông Hà Nam, Bắc Giang Tô sẽ có dông bão kèm theo gió mạnh hoặc mưa đá cấp 8 đến cấp 10, có gió cục bộ có thể đạt tới 11. Bắc Kinh, nơi nằm trong tâm bão và gió mạnh, đã đưa ra 6 cảnh báo sớm vào ngày 31 tháng 8. Bao gồm Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 9 giờ. Các ban ngành liên quan ở Bắc Kinh cũng đưa ra cảnh báo màu vàng về thảm họa địa chất và khí tượng rủi ro lúc 12 giờ 30 phút, cảnh báo sớm màu vàng lúc 14 giờ. Cục nước Bắc Kinh đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3. Lúc 14 giờ, Cục nước Bắc Kinh đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ ngập úng đô thị. Lúc 17 giờ 50 phút, khí tượng Bắc Kinh đài quan sát phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng. Theo báo cáo tài chính và kinh tế của CCTV, từ 17 giờ ngày 1 tháng 9 đến 8 giờ sáng ngày 3 tháng 9 ở Bắc Kinh sẽ có mưa to và mưa lớn, có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt và lở đất ở vùng núi, thành phố sẽ bị ngập nước. Ngoài ra, từ 0 giờ đến 23 giờ ngày 2 tháng 9 ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Kinh có gió đông cấp 5, giật cấp 9. Century Business Herald cho biết, do thời tiết khắc nghiệt, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng đã hủy 711 chuyến bay vào ngày 1 tháng 9, 88 chuyến bay khác bị hủy trước và 329 chuyến bay bị hoãn. Chính quyền Bắc Kinh thông báo rằng, từ tối ngày 1 tháng 9 đến ngày 2 tháng 9, tất cả các hoạt động thể thao, văn hóa và thương mại ngoài trời sẽ bị đình chỉ.
hôm nay, các hoạt động của các trường tiểu học, trung học, cơ sở và mẫu giáo sẽ bị đình chỉ. Các trường cao đẳng và đại học sẽ ngừng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thực tập và tập hợp ngoài trời cho giáo viên và học sinh đã hoạt động trở lại. Không chỉ Bắc Kinh đặt trong tình trạng báo động mưa bão mà ngày 1 tháng 9 mưa lớn đổ xuống thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam khiến các con sông ở khu vực miền núi phía Bắc dâng cao gây lũ quét. Nước lũ tràn xuống dọc theo sông Đan như một cơn sóng thần, phá hủy đường xá, làm ngập các ngôi làng dọc hai bên bờ, cuốn trôi vô số phương tiện và nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ ầm ầm đổ xuống sông Đan, sóng nước cao khoảng 2 mét và ập đến như sóng thần. Hàng chục phương tiện bị lũ quét cuốn trôi ở quận Bột Hải, thành phố Cao Chỉ và thành phố Tần Dương, tỉnh Hà Nam. Các ngôi làng bị ngập lụt và người dân mất tích. Theo báo cáo của Cục Thủy lợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, 14 con sông vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bao gồm cả dòng chính và các nhánh của sông Khu ở Tứ Xuyên, các nhánh của sông Hán ở Thiểm Tây và sông Thư Lệ ở Cam Túc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cũng dự báo thảm họa địa chất có thể xảy ra ở một số khu vực phía Tây và Bắc Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, Tây và Đông Bắc Hà Bắc, Đông Sơn Tây, Bắc Hà Nam, Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên và Đông Bắc Trùng Khánh. Theo truyền thông Tứ Xuyên, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Tứ Xuyên, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra và gần 600.000 người ở Bá Trung, Đại Châu, Nam Sung, Quảng Nguyên và những nơi khác bị ảnh hưởng. Tứ Xuyên đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng đầu tiên kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào 4 ngày trước đó, trong đó tại thành phố Bá Trung chịu thiệt hại nặng nề nhất, mưa xối xả khiến nước ở lưu vực sông Ba và sông Tong dâng cao. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9, thị trấn Cổ Bạch Nghi ở huyện Bình Xương nằm ở hạ lưu hợp lưu của sông Thông He và sông Ba Hy đã bị lũ lụt, khoảng 80% diện tích thành phố bị nhấn chìm. Khoảng 8.000 cư dân nằm ở vùng trũng thấp đã được sơ tán khẩn cấp, nhiều thị trấn ở thành phố Bá Trung bị mất điện. Các video trực tuyến cho thấy ít nhất 10 chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi. Trong đợt mưa lớn này, 20 trạm của 16 con sông, bao gồm dòng chính của sông Khúc Giang và các nhánh của nó, sông Đồng Giang và sông Liễu Giang, đã trải qua lũ lụt với mực nước siêu cảnh báo và 11 trạm của 10 con sông có mực nước siêu đảm bảo lũ lụt. Trong 3 ngày tới, lưu vực Tứ Xuyên đến Bắc Trung Quốc sẽ có lượng mưa lớn nhất trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Nam An Câu, núi Ngũ Đài, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Tây và những dòng nước lũ từ núi đổ xuống mang theo những mảnh vụn, ít nhất một người chết và 3 người bị thương. Vào tối ngày 1 tháng 9, một nam du khách gặp phải trận lở đất, bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài, may mắn được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ giải cứu. Đoạn video cho thấy ở thành phố Vũ An, Hà Bắc, đường phố ngập trong mưa lớn, xe cộ bị dòng nước cuốn trôi và chen chúc nhau, người dân ôm cây để tự cứu mình, có người mất tích. Hiện tại, dữ liệu thảm họa ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc vẫn đang được tổng hợp. Thưa quý vị, kể từ ngày giữa tháng này, cơn bão Kanun cấp bão mạnh năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Chiết Giang và Quảng Đông. Mưa liên tục gây ngập úng và thiệt hại nặng nề cho đất canh tác. Nhiều trường học ở Hải Nam đóng cửa, giao thông tắc nghẽn. Theo nan2.com, Kanun bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào ngày thứ Ba và thành phố đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão. Những chiếc thuyền trong khu thắng cảnh bãi biển Holiday đã ngừng hoạt động và sẽ được cố định vào bờ. Vào ngày thứ Tư, các trường học ở 11 thành phố và quận, bao gồm thành phố Hải Khẩu, thành phố Tam Á, thành phố Văn Xương và thành phố Quỳnh Hải ở tỉnh Hải Nam, đã đóng cửa trong một ngày và toàn bộ thành phố Tam Á đóng cửa trong hai ngày. Việc bán vé cho tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam sẽ bị đình chỉ từ ngày thứ Ba đến ngày thứ Năm và tất cả các chuyến bay qua eo biển Quỳnh Châu sẽ bị đình chỉ. Vào ngày thứ Ba, có thể thấy trên màn hình chuyến bay điện tử tại sân bay quốc tế Mỹ Lan, Hải Khẩu rằng hầu hết các chuyến bay đã bị hủy. Tính đến 11 giờ ngày thứ Ba, có 262 chuyến bay đã bị hủy, ảnh hưởng khoảng 39.000 hành khách. Để đối phó với lượng mưa lớn do cơn bão Kanun mang lại, hồ chứa Ngưu Lưu Linh ở Quỳnh Hải bắt đầu xả lũ trước thời hạn vào ngày Chủ nhật. Giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không tại các khu vực xảy ra thảm họa ở Hải Nam đã bị phong tỏa. Lũ lụt ở Chiết Giang tàn phá nặng nề ruộng lúa. Theo báo cáo của CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi Kanun, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày thứ Tư, đài quan sát khí tượng của quận Phổ Đà, Chu Sơn, Chiết Giang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Từ sáng sớm, mưa lớn đổ xuống quận Phổ Đà, một số tuyến đường phố bị ngập, chỗ ngập sâu hơn 1 mét, người dân mắc kẹt, lượng mưa ở Đông Cương, Nam Áo lên tới 540mm, cao nhất trong tỉnh, dẫn đến lũ lụt cục bộ, bão đi đến đâu, một diện tích lúa lớn đổ rạp, ruộng đồng ngập úng gây thiên tai nặng nề.
sau đó canoe đổ bộ vào bờ biển huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, gây gió giật cấp 8 đến cấp 10 ở thành phố Lôi Châu, kèm theo mưa to đến rất to. Mưa to cục bộ, các loại cây trồng tại địa phương như mía, khoai lang, rau màu bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau, nhất là lúa đang giai đoạn làm đồng có thể dẫn đến giảm sản lượng. Canoe đổ bộ vào Quảng Đông khiến Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị ảnh hưởng cũng sẽ có mưa hoặc thậm chí mưa lớn. Mưa lớn có thể gây ngập lụt đô thị, lũ lụt trên núi, lở đất và các thảm họa khác. Thưa quý vị, vài ngày trước, các thành phố Thiều Quan và Nam Hùng ở Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây ra trận lũ lớn 50 năm mới có một lần. Các video đăng trên Internet cho thấy nhiều thị trấn bị ngập lụt, nhà cửa và đất canh tác bị ngập trong lũ, gây thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo từ CNR, từ 8 giờ tối ngày thứ Tư đến 8 giờ sáng ngày thứ Năm, khu vực Trung Bắc thành phố Thiều Quan đã xảy ra dông bão nghiêm trọng, cục bộ có mưa lớn, trong giờ đó thành phố Nam Hùng đã trải qua mưa bão trên diện rộng và mưa bão lớn cục bộ. Vào lúc 2 giờ 42 phút sáng ngày thứ Năm, thành phố Nam Hùng đã ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ, lũ lụt nhanh chóng có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong khu vực thành thị. Đất canh tác bị ngâm trong nước lũ, mưa lớn khiến thị trấn Chư Kỵ, thị trấn Hoàng Tình và thị trấn Mao, Mẫu Phong ở thành phố Nam Hùng bị ngập lụt, giao thông trên một số đoạn đường bị gián đoạn. Tại trạm đo lường Quế Liên ở thị trấn Long Tiên, huyện Văn Nguyên, lân cận, lượng mưa tích lũy là 212,4mm đã được ghi nhận và một số đoạn của sông Hướng Đông ở Văn Nguyên đã trải qua lũ lụt lớn 50 năm mới có một lần. Hơn một nửa số làng và thị trấn ở huyện Văn Nguyên bị ngập lụt, các tòa nhà dân cư bị ngập, cầu bị cuốn trôi, nhà máy bị phá hủy và một số con đường bên ngoài cũng bị gián đoạn. Theo dữ liệu chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Năm, 1.350 người ở thành phố Nam Hùng đã bị ảnh hưởng và 960 người đã chuyển đến nơi khác. Một số thị trấn nhỏ thậm chí còn bị mất điện và mạng. Hơn 2.065 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Theo dự báo của Cục Khí tượng, tuần tới, các thành phố và huyện miền Trung và Tây Quảng Đông có mưa dông và mưa vừa mưa to cục bộ. Các thành phố và huyện còn lại nhiều mây có sấm sét, vòi rồng. Lũ lụt ở Bắc Kinh, Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vẫn chưa giảm và lượng mưa lớn đã tràn vào phía Nam. Theo China Weather Network, tâm mưa trên cả nước đã dịch chuyển về phía Nam. Theo các báo cáo, lượng mưa ở phía Bắc suy yếu dần, một số khu vực như Nam Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn. Quảng Tây, Vân Nam và những nơi khác sẽ trở thành khu vực cốt lõi của lượng mưa. Về nhiệt độ, biên độ nhiệt cao ở Trung Bộ và miền Đông sẽ thu hẹp dần theo chiều từ Bắc vào Nam trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, độ ẩm không khí ở nhiều nơi như Giang Nam, Nam Trung Quốc tương đối cao. Cảm giác ngột ngạt tiếp tục ập đến. Thời tiết Trung Quốc đưa tin tâm mưa trên cả nước đã dịch chuyển về phía Nam. Trong vài ngày tới, trên cả nước sẽ xuất hiện mưa lớn ở 3 khu vực. Có mưa vừa đến mưa to cục bộ ở các khu vực Hà Nam, Sơn Đông, Bắc An Huy, Giang Tô và các nơi khác. Một số khu vực nêu trên kèm theo mưa lớn ngắn ngày, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Từ đêm ngày thứ Năm đến ngày Chủ nhật, có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở một số khu vực Nam và Tây Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông, Vân Nam. Từ đêm ngày thứ Năm đến ngày thứ Sáu, có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở một số khu vực phía Đông Thanh Hải, Nam Cam Túc và Nam Thiểm Tây. Bị ảnh hưởng bởi hơi nước còn sót lại của bão số 3 di chuyển về phía Bắc Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp. Đặc biệt, Hà Bắc trở thành khu vực hứng chịu nặng nề nhất đợt xả lũ của Bắc Kinh, với thiệt hại nặng nề về tài sản và thương vong. Trong số đó, Trác Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngày thứ hai, lũ lụt ở Trác Châu tiếp tục dâng cao. Lực lượng cứu hộ cho biết độ sâu tối đa là 12m. Tối hôm đó, Lina, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Bắc cho biết mưa đã kết thúc nhưng sẽ mất khoảng một tháng để nước trong khu vực chứa và dự lũ rút đi, và vẫn còn 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước đi qua. Trong khi lũ lụt do mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc chưa lắng xuống, hoàn lưu bão số 3 lại đổ bộ vào vùng Đông Bắc Trung Quốc. Kể từ ngày thứ hai, nhiều nơi ở Hắc Long Giang đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Một số ngôi nhà ở Mậu Đơn Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị lũ cuốn trôi, liên lạc bị cắt đứt. Vào ngày Chủ nhật, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm thông báo rằng đợt mưa hiện tại đã kết thúc. Mưa xối xả tiếp tục ở khu vực trung tâm Trung Quốc đại lục. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Mực nước ở nhiều khu vực đã phá vỡ kỷ lục lịch sử. Mực nước sông Chu, một nhánh chính của sông Dương Tử, đang đạt mức cao nhất trong lịch sử. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 9, chính quyền tỉnh An Huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả lũ. Lũ lụt tràn vào các khu vực chứa và giam giữ lũ lụt như Hoàng Cao Nhị Húc và Hoàng Cao Tam Vĩ.
và vùng đất xanh tươi ngay lập tức trở thành một đại dương bao la. Caixin.com đưa tin rằng do lượng mưa liên tục, sông Hoài Hà đã trải qua đợt lũ lụt đáng kể trong 2 ngày qua. Trạm thủy văn Vương Gia Bá trên thượng nguồn đạt mực nước cao cảnh báo tối ngày 1 tháng 9. Và trận lũ số 2 của năm nay xảy ra trên sông Hoài Hà. Vào sáng ngày 1 tháng 9, trạm thủy văn Vương Gia Bá cao hơn mức báo động 0,45 m. Theo báo cáo của Nhật báo An Huy, vào ngày 2 tháng 9, toàn bộ dòng chính của sông Dương Tử đã vượt quá mức báo động. Lũ lụt xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà và việc thoát nước của lưu vực Hồ Triều Hồ không suôn sẻ. Tân Hoa Xã đưa tin mực nước sông Chu, phụ lưu cấp 1 của sông Dương Tử đã thay đổi từ mức tăng chậm sang tăng nhanh do mưa lớn liên tục và dòng nước thượng nguồn đổ về và việc kiểm soát lũ lụt tồi tệ hơn. Mực nước tại Trương Hà Khẩu đạt 14,33 m vào lúc 1 giờ sáng ngày 2 tháng 9, vượt qua mực nước đảm bảo 0,93 m và tiến gần đến mực nước cao nhất lịch sử là 14,44 m. Lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 9, sông Chu Hê ở An Huy tiến hành nổ mìn xả lũ. Kè Chu Hê bị vỡ hai chỗ. Đây là hai khu vực chứa lũ được mở ở An Huy sau khi khu vực chứa lũ Đông Đại Tự được mở vào ngày 1 tháng 9. Hoàng Cao Nhị Húc và Hoàng Cao Tam Vĩ nằm ở ngã ba dòng chính của sông Chu Hê và sông Tương Hà, thị trấn Ngô Cương, huyện Quan Giao, thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy. Có 24 bãi lấn biển phân bố dọc hai bên bờ sông Chu, dân số khoảng 87.000 người. Trong đó có 5 bãi lấn biển lớn với diện tích trên 10.000 km2. Giới chức địa phương cho biết người dân trong khu vực lũ lụt đã được chuyển đi. Tổng diện tích chứa lũ của Hoàng Cao Nhị Húc và Hoàng Cao Tam Vĩ vượt quá 10 km2, với tổng dung tích chứa lũ thiết kế là 60,71 triệu mét khối. Vào chiều ngày 1 tháng 9, cả ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp với phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán ở tỉnh An Huy đã được nâng cấp lên cấp độ 1. Từ 2 ngày qua, nhiều nơi ở tỉnh An Huy liên tục có mưa lớn, tình hình chống lũ càng thêm gay gắt. Lũ lụt xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà, hệ thống thoát nước kém và ngập úng nghiêm trọng ở lưu vực Hồ Sào Hồ, toàn bộ dòng chính sông Dương Tử vượt mức báo động. Tỉnh An Huy xuất hiện hai trận mưa lớn vào khoảng ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9. Theo thông tin đo từ xa về chế độ nước, tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 9, mực nước tại khu vực chứa lũ Vương Gia Bá trên sông Hoài Hà là 28,08 m, cao hơn mức cảnh báo 0,58 m và vẫn đang tiếp tục tăng. Mưa lớn khiến mực nước sông Hồ ở lưu vực Sào Hồ dâng cao trên diện rộng. Từ tối ngày 1 tháng 9 đến ngày 2 tháng 9, mưa lớn liên tục xảy ra ở Hợp Phì, Lục An và các nơi khác. Cảnh báo mưa bão màu đỏ được ban hành ở hai nơi. Trong số đó, lượng mưa ở Hợp Phì đã phá vỡ giá trị cực đoan. Từ 20 giờ ngày 1 tháng 9 đến 14 giờ ngày 2 tháng 9, khu đô thị Hợp Phì có lượng mưa 239,5 mm, đứng đầu về lượng mưa ngày kể từ khi khu đô thị này có hồ sơ khí tượng. Các nhánh sông Nam Phúc, Pai, Phen Hê, Hàng Bù và Nan Phê đều vượt quá mức cảnh báo. Cả hồ chứa Đông Phố và hồ chứa Đại Pháp Đình, hai hồ chứa chính ở thành phố Hợp Phì đều vượt quá giới hạn lũ. Và lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 1 tháng 9, cửa xả lũ Đông Đại Tự được mở và khu vực chứa lũ Đông Đại Tự ở huyện Đỗ Lỗ Giang bắt đầu tích trữ nước lũ. Theo cổng thông tin Jougan Online của tỉnh An Huy, lúc 20 giờ 10 phút ngày 1 tháng 9, mực nước tại trạm thủy văn Đông Đại Tự và Si Hề Gác của chi nhánh quản lý Bạch Hồ, huyện Lỗ Giang, thành phố Hợp Phì đạt 12,5 m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,6 m. Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh An Huy đã ban hành lệnh tích lũ ở Đông Đại Vệ, đồng thời mở các cửa cống tích lũ. 65.000 ha đất màu mỡ sẽ bị nhấn chìm. Đây là lần chứa lũ thứ 7 trong lịch sử của Hồ Bạch Hồ. Theo dữ liệu, khu vực chứa lũ Đông Đại Vệ nằm ở huyện Lỗ Giang với diện tích 65.000 ha đất canh tác và dung tích chứa lũ thiết kế là 230 triệu mét khối. Ngày 1 tháng 9 là lần thứ 2 kho chứa lũ Đông Đại Tự được mở và đây là lần chứa lũ thứ 7 cho đến nay. Được biết, khu vực chứa lũ Đông Đại Tự thuộc khu vực chứa và giữ lũ ở lưu vực sông Dương Tử. Theo báo cáo, hơn 2.500 tình huống nguy hiểm thuộc nhiều loại khác nhau đã xảy ra tại 5 tỉnh ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, bao gồm 108 tình huống nguy hiểm trên kè chính của sông Dương Tử. Theo dự báo, trong 3 ngày tới, ở một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoài Hà vẫn có mưa to đến rất to. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chính của thượng lưu và trung lưu sông Hoài Hà vẫn ở trong tình trạng siêu cảnh báo,
một số sông vừa và nhỏ có thể gặp lũ lớn. Thưa quý vị, một trận động đất đã xảy ra ở huyện Bình Viễn, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào sáng sớm ngày Chủ nhật vừa qua, và trận động đất được cảm nhận mạnh ở Hà Nam và Hà Bắc. Trận động đất xảy ra ở đới động đất phía Bắc Trung Quốc. Lần gần đây nhất, đới địa chấn này hoạt động đã xảy ra các sự kiện động đất quan trọng trong lịch sử Trung Quốc như trận động đất Thình Đài năm 1966 và trận động đất Đường Sơn năm 1976. Đây cũng là thập kỷ hoạt động chính trị sôi nổi nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ riêng trong năm 1976, riêng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có Mao Trạch Đông, lần lượt qua đời. Một số chuyên gia về Trung Quốc cho rằng, năm 1976, Trung Quốc trải qua một loạt biến cố lớn, trong đó có việc Mao Trạch Đông qua đời sau trận động đất Đường Sơn. Giờ đây, tình hình ở Trung Quốc cũng giống như trước đây, đủ loại thảm họa tự nhiên và nhân tạo xảy ra thường xuyên. Nền kinh tế đang đối mặt với suy thoái nghiêm trọng và sự bất bình của công chúng lên đến cực độ. Người Trung Quốc nói rằng trời và người tiếp xúc với nhau, rằng trời và đất thay đổi trước và sau đó toàn bộ tình hình xã hội cũng sẽ trải qua những thay đổi to lớn theo đó. Và lúc 2 giờ 33 phút ngày Chủ nhật, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bình Viễn, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông với độ sâu tiêu cự 10 km. Tâm chấn nằm gần làng Vương Đại Qua, thị trấn Quang Đa Bá, huyện Bình Nguyên. Trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ ở Hà Nam và Hà Bắc. Tính đến 8 giờ ngày Chủ nhật, 59 dư chấn đã được ghi nhận. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất, hàng chục chuyến tàu đường sắt ở Trung Quốc đã bị đình chỉ. Một số cư dân ở tỉnh Sơn Đông nói với China Business News rằng trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở Tế Nam khi trận động đất xảy ra, nhưng không phải ở Thanh Đảo. Đồng thời, nhiều người ở Bắc Kinh, Giang Tô, An Huy và những nơi khác cũng bày tỏ rằng họ cảm nhận rõ ràng trận động đất. Một chủ nhà hàng thịt nướng ở Đức Châu, Sơn Đông nói với truyền thông Trung Quốc rằng khi trận động đất xảy ra, mặt đất rung chuyển và hai ánh sáng trắng lóe trên bầu trời. Trận động đất ở Sơn Đông đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi, các chủ đề liên quan như trận động đất ở Sơn Đông và tại sao người ta có thể cảm nhận được trận động đất ở Sơn Đông ở rất xa, nhanh chóng xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng của Weibo. Nhà văn kiêm nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc Chế Hồng Niên ở Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times cho rằng năm nay là một năm thảm họa ở Trung Quốc với những thảm họa liên tiếp xảy ra. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã để cho COVID-19 lây lan từ Trung Quốc ra thế giới, mang đến những thảm họa to lớn cho Trung Quốc và thế giới. Năm nay, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ cái gọi là chiến dịch lúa gạo trên núi, dẫn đến việc chặt cây trên quy mô lớn. Ngày nay, lũ lụt và động đất lần lượt xảy ra, đây là quả báo. Ông nói, năm nay là một năm thảm khốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong công chúng. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự không được lòng dân và ngay cả Chúa cũng đang trừng phạt nó. Zida, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, cùng ngày cũng nói với phóng viên Epoch Times rằng trận động đất Sơn Đông xảy ra trong vùng động đất Hòa Bắc ở Trung Quốc. Thời kỳ hoạt động cuối cùng trong vùng động đất này là trận động đất Đường Sơn vào năm 1976. Trước và sau trận động đất ở Đường Sơn, Chu Ân Lai, Chu Đức, Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt qua đời. Ngoài ra, vào năm 1976, một thiên thạch rơi xuống từ Cát Lâm. Năm đó là một năm kinh hoàng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Zida cũng đề cập rằng vào tháng 3 năm nay, một siêu sao băng màu xanh lam đã xuất hiện ở Bắc Kinh và phát nổ 2 lần trên bầu trời. Và lúc 2 giờ 33 phút sáng ngày Chủ nhật, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Bình Viễn, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Đây là trận động đất lớn nhất ở tỉnh Sơn Đông trong 10 năm qua và được cảm nhận ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh, cách đó 300 km. Tính đến 8 giờ ngày Chủ nhật đã ghi nhận tổng cộng 59 dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh từ 3,0 độ Richter trở lên, một trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 58 dư chấn dưới 3,0 độ Richter, 2,0 đến 2,9 độ Richter, 35 trận động đất có cường độ 1,0 đến 1,9 độ Richter và 19 trận động đất có độ lớn dưới 1,0 độ Richter. Tâm chấn cách huyện Bình Nguyên 8 km, cách trung tâm thành phố Đức Châu 31 km, và cách trung tâm thành phố Tế Nam 82 km. Trận động đất được cảm nhận mạnh đến nỗi cư dân ở tâm chấn và các khu vực lân cận bị giật mình, thức giấc vào nửa đêm. Các thị trấn gần tâm chấn của trận động đất bao gồm thị trấn Vương Đại Qua, thị trấn Ân Thành, thị trấn Vương Cao Phố, thị trấn Hào Vương Trang, thị trấn Trương Hóa,
thị trấn Lôi Ký, thị trấn Nghiêu Triển, thị trấn Tiền Cao và thị trấn Tô Lưu Trang. Theo báo cáo chính thức, tính đến 7 giờ ngày Chủ nhật, có tổng cộng 126 ngôi nhà bị sập và 21 người bị thương trong khu vực động đất. Theo kết quả được ghi nhận bởi mạng lưới động đất Bắc Kinh, cường độ của các thiết bị địa chấn ở khu vực Bắc Kinh cao nhất là cấp 3. Tại quận Thông Châu, trận động đất được cảm nhận ở hầu hết các khu vực của thành phố. Một trận động đất 5,5 độ Richter xảy ra ở Đức Châu, Sơn Đông, hiện trường đang được giám sát. Theo các bức ảnh và video do mạng động đất Trung Quốc công bố, trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ gần tâm chấn và mọi người đã trú ẩn ngoài trời vào lúc nửa đêm. Sau trận động đất, gạch từ các tòa nhà dọc theo bên đường rơi xuống và chất đống trên vỉa hè. Cầu thang, một số tòa nhà xuất hiện vết nứt. Ra tường bong chóc, gạch nhà một số người dân rơi ra. Tường sân một số nhà dân bị sập. Hiện tại, Cục Đường sắt Quốc gia Bắc Kinh đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 1, thực hiện các biện pháp dừng các chuyến tàu hoạt động trên đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải. Tuyến Bắc Kinh-Thượng Hải, tuyến Bắc Kinh-Cửu Long đang tổ chức kiểm tra toàn diện các thiết bị liên quan của tuyến. Các đoàn tàu đi qua sẽ bị tạm dừng, chậm với mức độ khác nhau. Trong 10 năm qua, đã có 44 trận động đất từ 3 độ trở lên ở Sơn Đông, bao gồm 36 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ, 7 trận từ 4,0 đến 4,9 độ, 1 trận từ 5,0 đến 5,9 độ. Trận động đất lớn nhất là trận động đất này. Điều đáng chú ý là chỉ trong một tuần trước khi xảy ra trận động đất ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, chịu ảnh hưởng của siêu bão số 3, tỉnh Sơn Đông đã hứng chịu những trận mưa lớn liên tục. Đức Châu và những nơi khác đã trải qua những trận mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Các ngôi nhà đã bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau. Phần lớn phía đông bắc Trung Quốc đã biến thành vùng lũ lụt trong khi cơn bão mới chuẩn bị đổ bộ vào nước này. Sáng thứ Ba, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai cho biết, lính cứu hỏa địa phương đã liên hệ được với tất cả các ngôi làng bị cắt liên lạc ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Lũ lụt đã khiến 14 người ở Thư Lan thiệt mạng, trong đó có 3 công chức và 1 kỹ sư đang thực hiện công tác cứu trợ. Một quan chức Thư Lan khác vẫn mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Các nhiệm vụ cứu hộ cũng đang được tiến hành ở tỉnh Hắc Long Giang lân cận. Tại cuộc họp về kiểm soát lũ lụt vào tối Chủ nhật, Bí thư tỉnh ủy Hắc Long Giang Su Kin yêu cầu chính quyền địa phương không được chậm trễ di rời và tái định cư người dân. Chúng ta thà nghe những lời chỉ trích hơn là những tiếng khóc. Chúng ta phải di rời tất cả những người bị lũ lụt đe dọa, không để lại một gia đình hay một người nào, Bí thư Su nói. Hôm thứ Hai, Bộ Thủy lợi cho biết lũ lụt ở lưu vực sông Tùng Hoa, bao gồm Hắc Long Giang và Cát Lâm, vẫn đang lan rộng ra và mực nước ở 85 nhánh sông đã vượt quá mức cảnh báo. Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh đã đến Hắc Long Giang hôm thứ Bảy và Chủ nhật để kiểm tra nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Ông yêu cầu chính quyền địa phương giảm thiểu thương vong và thiệt hại về tài sản. Trước đó, chính quyền Thượng Trí, thành phố có 460.000 dân gần thủ phủ Cáp Nhĩ Tân, cho biết thành phố này đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1957. Hắc Long Giang, tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Trung Quốc, sẽ bắt đầu vụ thu hoạch vào tháng 10. Tuy nhiên, các cánh đồng lúa ở thành phố Vũ Xương đã bị ngập trong nước lũ và nông dân địa phương lo lắng về việc giảm sản lượng trong năm nay. Ở miền Bắc Trung Quốc, mưa lớn và lũ lụt đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính quyền Thiên Tân cho biết đã di rời 80.000 người. Quân Giải phóng Nhân dân PLA đã thành lập một bộ chỉ huy ở Thiên Tân để hướng dẫn các lực lượng vũ trang chống lũ lụt. Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia mới thành lập cho biết đã nhận được 190.000 yêu cầu bảo hiểm từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão số 3 tính đến 10 giờ ngày Chủ nhật. Trong khi đó, theo tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơn bão số 6 đang tiến về Nhật Bản và Hàn Quốc có thể ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc từ ngày thứ Năm. Mang theo mưa lớn, bão số 6 có thể tấn công các khu vực đã bị mưa lớn tàn phá. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán cho biết, bão số 6 làm nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trở nên nan giải hơn. Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp 3 tại khu vực Đông Bắc. Đây là mức cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ. Mưa lũ gây ra thiệt hại nặng nề tại Trung Quốc. Ít nhất 36 người đã tử vong và 4 người mất tích sau khi mưa lớn trút xuống thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Tính đến hết ngày Chủ nhật đã có ít nhất 36 người thiệt mạng do lũ lụt ở nước này. Giới chức địa phương lo ngại, con số này có thể còn tăng lên. Mưa lớn còn khiến 18.916 người sơ tán, với 21 cơ sở tái định cư tạm thời được thành lập. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp 3 vào lúc 10 giờ ngày Chủ nhật tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Hắc Long Giang và khu vực Nội Mông, theo Reuters. Trung Quốc sử dụng hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp có 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức khẩn cấp thấp nhất.
Chính phủ Trung Quốc hôm Chủ nhật phân bổ thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của lũ lụt ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm. Trước đó, nước này đã phân bổ 170 triệu nhân dân tệ cho công tác ứng phó với thiên tai. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 5, những trận mưa lớn chưa từng thấy trong vòng 140 năm qua đã liên tục trút xuống nhiều tỉnh thành của Trung Quốc trong những ngày qua, khiến tình hình lũ lụt càng thêm nghiêm trọng. Bão số 5 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán, gây ngập ở Bắc Kinh cùng một số thành phố khác kể từ khi đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc cách đây một tuần, theo Reuters. Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục trong những tuần gần đây. Vào ngày thứ Sáu, chính phủ Trung Quốc cho biết thiên tai đã khiến 147 người chết hoặc mất tích, theo AFP. Tỉnh Hà Bắc đã sơ tán hơn 1,5 triệu người khi những cơn mưa xối xả tiếp tục trút xuống khu vực miền Bắc Trung Quốc. Tổng cộng 883 thị xã và thị trấn của tỉnh này đã bị lũ lụt, ảnh hưởng đến hơn 2,2 triệu người. Cục khí tượng tỉnh Hà Bắc đã ban hành cảnh báo mức cao thứ hai đối với các thảm họa địa chất, trong đó bao gồm cả lở đất ở một số quận của thành phố Bảo Định, khu vực cách Bắc Kinh 150 km. Các trận mưa xối xả lần này được đánh giá có mức độ nghiêm trọng nhất trong 140 năm qua, kể từ khi cơ quan chức năng Trung Quốc ghi chép dữ liệu. Thưa quý vị, trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra rạng sáng ngày 3 tháng 9 tại huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết tổng cộng 126 tòa nhà khu vực động đất đã bị sập. Trong khi giao thông vận tải, thông tin liên lạc và điện tại khu vực này vẫn đang hoạt động bình thường. Chưa ghi nhận sự cố rò rỉ nào tại các đường ống dẫn dầu và khí đốt. Chính quyền địa phương hiện đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để tiến hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn cũng như đánh giá rủi ro. Văn phòng Trung tâm Cứu trợ Động đất cũng đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp lên cấp 4. Thưa quý vị, Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt hơn sau những trận mưa lớn do bão số 5 gây ra, phá hoại vùng Đông Bắc, nơi được xem là vựa lúa của đất nước. Hoàn lưu của một cơn bão khác, bão số 6 đang tấn công các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh và khu vực Nội Mông. Bão số 6 tấn công vùng Primorye của Nga, gây vỡ đập, làm hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong nước. Ngày 1 tháng 9, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã cử một lực lượng đặc trách đến giám sát việc khắc phục hậu quả ở khu vực ở Viễn Đông sau khi cơn bão số 6 tấn công vùng Primorye. Theo chỉ thị của Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov, một nhóm ứng phó khủng hoảng do Giám đốc Cục Quản lý Tác chiến Trung tướng Anatoly Yelizarov dẫn đầu đã được cử đến để điều phối công tác ứng phó lũ lụt. TASS dẫn thông tin từ Bộ cho biết, cũng theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, sáng ngày 1 tháng 9, bão số 6 đã rời khỏi Primorye. Bão Kanun, bão số 6, đã rời khỏi Primorye và tình hình lũ lụt dự kiến sẽ được cải thiện, Bộ cho biết trong một tuyên bố. Theo báo cáo, Bộ đã triển khai các đội ứng phó khủng hoảng bổ sung tới khu vực trước đó trong bối cảnh dự báo thời tiết không thuận lợi, giúp cứu hộ và sơ tán nhanh chóng, ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng. Tổng cộng, nỗ lực cứu trợ hiện có sự tham gia của khoảng 200 người và 50 phương tiện. Máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã chuyển viện trợ nhân đạo và trực thăng Mi-8 đưa lực lượng cứu hộ đến địa điểm này. Mưa lớn trút xuống Primorye từ ngày thứ Tư đến thứ Sáu với lượng mưa lên tới 188mm và khiến nhiều con sông tràn bờ. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 15 thành phố, hơn 600 người phải sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Lũ lụt do mưa lớn đã tràn vào 7 tòa nhà chung cư và 729 ngôi nhà riêng ở Primorye, với 65 khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước sông Randonaya dâng cao kỷ lục 10m, làm vỡ một con đập ở Rusisirit. Hầu hết, những ngôi nhà bị ảnh hưởng đều ở các thành phố Rusisirit, Spadani và Ostritabaki thuộc vùng Primorye, nơi thành phố cảng Vladivostok là trung tâm hành chính. Lũ lụt ở Rusisirit, thành phố lớn thứ hai ở Primorye, là trận lũ lụt tồi tệ nhất và lớn nhất trong một thập kỷ, ảnh hưởng từ 35-40% diện tích. Sau khi càn quét miền Nam Nhật Bản, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển từ Hàn Quốc qua Triều Tiên vào ngày thứ Sáu và đến Trung Quốc. Lở đất do mưa xối xả vì ảnh hưởng của bão số 6 đã làm ít nhất 2 người ở ngoại ô thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc thiệt mạng, 16 người mất tích. Nông dân Trung Quốc đối mặt với mối đe dọa mới từ sâu bệnh đến phá hoại mùa màng sớm hơn dự kiến do thời tiết khắc nghiệt. Trung Quốc là nhà sản xuất và nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới để nuôi sống hàng tỷ người. Chính phủ Trung Quốc cho biết
mưa lớn và gió lớn, bao gồm cả những trận mưa lớn do bão số 5 gây ra gần đây đã tạo điều kiện cho côn trùng di cư và lây lan dịch bệnh. Theo một đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, côn trùng ăn lúa và ngô đã xuất hiện sớm hơn tại những vùng trồng trọt chính ở phía Bắc và phía Nam Trung Quốc trong năm nay. Cùng với những trận mưa và lũ lụt gần đây, thời tiết ấm hơn cũng tạo điều kiện cho sâu bệnh lây lan. Giáo sư Hu Gao tại Đại học Nông nghiệp Nam Kinh chia sẻ, những hiện tượng thời tiết cực đoan hơn do biến đổi khí hậu gây ra có tác động đáng kể đến việc di cư và xuất hiện của các loại dịch bệnh và côn trùng ở cây trồng. Ngày càng khó dự đoán hơn vì cuộc xâm nhập đã hơi bất thường. Mối quan tâm chính của ông Hu là dày và sâu cuốn lá, hai loài cây gây hại phổ biến cho ruộng lúa. Ông nhận định sự xuất hiện của côn trùng ở miền Nam Trung Quốc, nơi trồng hầu hết các loại cây trồng của đất nước, nghiêm trọng hơn so với vài năm trước. Tuy nhiên, cho tới nay, tác động của những côn trùng này với sản xuất vẫn còn hạn chế. Bloomberg nhận định, bất kỳ thiệt hại đáng kể nào với sản lượng gạo ở Trung Quốc có thể sẽ gây thêm căng thẳng cho thị trường toàn cầu nếu nước này cần nhập khẩu nhiều hơn. Tuần này, giá gạo ở châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm do vấn đề nguồn cung. Theo Tổ chức Nông lương FAO của Liên Hợp Quốc, các loài cây gây hại cho thực vật, phá hoại mùa màng đang tạo ra mối đe dọa lớn hơn với an ninh lương thực của thế giới. FAO cho hay, mỗi năm, các bệnh cây trồng gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn 220 tỷ đô la Mỹ và côn trùng gây thiệt hại ít nhất 70 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 40% mùa màng trên thế giới tổn thất do sâu bệnh. Bắc Kinh thông tin, trong năm 2023, sâu keo hại ngô đã được phát hiện ở 20 tỉnh thành và đã xuất hiện ở khu vực trồng trọt chính của Trung Quốc ở phía Bắc sớm hơn những năm trước. Tuy nhiên, tờ Beijing News cho hay các biện pháp kiểm soát đã ngăn chặn hầu hết các loài côn trùng vượt qua sông Dương Tử, làm giảm tác động đến mùa màng. Bệnh rỉ sắt ở ngô, một loại nấm gây bệnh có thể khiến cây trồng chết, cũng đang gây lo ngại. Sông Khoan Dông, một nông dân ở tỉnh Hà Nam chia sẻ, bệnh rỉ sắt ở ngô mới bắt đầu xuất hiện. Những năm trước, sâu bệnh này đến muộn hơn nhiều, gần thời điểm thu hoạch. Tất cả những gì tôi có thể làm là phun thuốc trừ sâu và cố gắng kiểm soát sự lây lan. Sâu keo hại ngô cũng đã xuất hiện nhưng chưa nhiều, ông nói. Hà Nam thường thu hoạch hoa màu vào khoảng tháng 10 nên bệnh rỉ sắt ở ngô đến sớm hơn khiến cây trồng dễ bị phá hoại hơn. Hà Nam chiếm gần 8% sản lượng thu hoạch của Trung Quốc năm 2021. Theo số liệu thống kê mới nhất, Hà Bắc, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ do bão số 5 gây ra ở Trung Quốc đến nay, đã ghi nhận 29 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 16 người mất tích. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo của chính quyền tỉnh Hà Bắc tổ chức sáng ngày 3 tháng 9. Theo đó, tính đến ngày 2 tháng 9, tỉnh này đã có 29 người chết do mưa lũ, 16 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm nạn nhân. Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, gần 3,9 triệu người tại đây đã bị ảnh hưởng bởi lũ, 319.700 ha hoa màu bị hư hại, trong đó hơn 1/3, khoảng 131.500 ha mất trắng, 40.900 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 95,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 13,3 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ cuối tháng trước. Hà Bắc là một trong những tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề nhất. 97.200 km2, tức 51,5% diện tích toàn tỉnh, có lượng mưa từ 100mm trở lên, trong đó 53.600 km2 lượng mưa trên 200mm. Phạm vi ảnh hưởng được đánh giá là lớn nhất kể từ sau trận lũ lịch sử năm 1963. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu xanh vào lúc 6 giờ sáng ngày 3 tháng 9, khi bão số 6 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và dự kiến sẽ vào tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này vào đêm ngày 3 tháng 9. Do vậy, cùng ngày, mưa lớn có thể sẽ quay trở lại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, trong khi vùng Đông Bắc cũng sẽ có mưa liên tục trong 3 ngày tới. Trước đó, theo chính quyền thành phố Bắc Kinh, trận mưa lịch sử trong 140 năm qua đã khiến 33 người ở đây thiệt mạng, 18 người mất tích tính đến ngày thứ Ba. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến ngày 2 tháng 9, số người thiệt mạng tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vì mưa lũ do bão số 5 gây ra đã lên tới 29 người, trong đó 16 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm cứu nạn. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo của chính quyền tỉnh Hà Bắc tổ chức sáng ngày 3 tháng 9. Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, gần 3,9 triệu người tại đây đã bị ảnh hưởng bởi lũ, 319.700 ha hoa màu bị hư hại,
40.900 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 95,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 13,3 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ảnh hưởng của bão số 5, khu vực miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ cuối tháng trước. Tỉnh Hà Bắc đã phải sơ tán hơn 1,6 triệu dân vì mưa lũ. Chính quyền tỉnh dự tính gần 2 năm thực hiện công tác tái thiết sau lũ lụt, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo tạo điều kiện để những cư dân bị ảnh hưởng có thể sớm trở về nhà hoặc được hỗ trợ xây nhà ở mới trước khi mùa đông tới. Năm 1963, tỉnh Hà Bắc cũng hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng khi có tới 51,5% diện tích tỉnh hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lên tới hơn 100mm. Hôm 2 tháng 9, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất sau trận lũ lụt kỷ lục vào tuần trước để chuẩn bị cho những trận mưa lớn tiếp theo có khả năng gây thiệt hại. Các nhà chức trách cho biết, thủ đô Bắc Kinh cũng đã ghi nhận 33 người thiệt mạng và 18 người mất tích do đợt mưa lũ nghiêm trọng xảy ra từ thứ Bảy tuần trước đó đến thứ Tư tuần vừa qua, trong đó có 2 nhân viên cứu hộ. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến gần 1,29 triệu người tại Bắc Kinh, khiến 59.000 ngôi nhà bị sập và 147.000 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Bắc Kinh những ngày qua hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong vòng 140 năm qua. Tại tỉnh Cát Lâm ở phía Đông Bắc, 14 người thiệt mạng và một người được thông báo mất tích sau trận mưa lớn vào ngày Chủ nhật. Cho đến nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 72,8 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các khu vực bị ảnh hưởng do lũ. Mưa xối xả do hai cơn bão liên tiếp gây ra đã làm tăng thêm mối lo ngại về an ninh lương thực của Trung Quốc, vốn đang chịu áp lực khi lệnh cấm xuất khẩu từ Ấn Độ đã đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao. Trong bối cảnh các mối đe dọa từ khí hậu liên tiếp tác động nghiêm trọng lên sản xuất nông nghiệp, Bắc Kinh đã ban hành một loạt chính sách để ứng phó và bảo vệ kho lương thực cho đất nước tỷ dân này. Thưa quý vị, trong khi miền Bắc Trung Quốc vẫn đang phải vật lộn với nước lũ do cơn bão số 5 gây ra hai tuần trước và có thể tiếp tục chứng kiến thêm thiệt hại về mùa màng do cơn bão số 6 gây ra. Vốn là vựa lúa của Trung Quốc, ba tỉnh Đông Bắc là Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh sản xuất hơn 1/5 sản lượng ngũ cốc của cả nước nhờ có vùng đất đen màu mỡ. Tuy nhiên, những trận mưa lớn do bão số 6 và bão số 5 khiến các con sông tưới tiêu cho vùng đất nông nghiệp ở tỉnh Hắc Long Giang bị tràn bờ, nhấn chìm nhiều cánh đồng lúa, phá hủy nhà kính trồng rau và làm hư hại nhiều nhà máy. Ông Mã Văn Phong, nhà phân tích cấp cao thuộc công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp Orion Bắc Kinh cho rằng, lũ lụt có thể khiến sản lượng gạo tại khu vực này giảm 3-5%. Trong khi các cánh đồng lúa ở Đông Bắc Trung Quốc đã bị tàn phá, những trận mưa lớn vào cuối tháng vừa qua đã làm ngập lụt tỉnh Hà Nam, một vùng trồng ngũ cốc lớn khác của Trung Quốc, sản xuất 1/3 sản lượng lúa mì của cả nước. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn xảy ra ngay trước vụ thu hoạch đã khiến sản lượng lúa mì vụ hè thu của Trung Quốc năm nay giảm 0,9%, mức giảm đầu tiên trong 7 năm qua. Trước tình hình này, Trung Quốc đang tích cực triển khai các kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai nhằm đảm bảo an ninh lương thực và hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Hôm thứ Ba tuần qua, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã cứu trợ khẩn cấp 732 triệu nhân dân tệ, khoảng 101,55 triệu đô la Mỹ cho 9 khu vực cấp tỉnh bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang. Thủ tướng Lý Cường yêu cầu tập trung và tăng cường lập kế hoạch dài hạn cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền Bắc Trung Quốc, nâng cao khả năng ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa về nước và hạn hán. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Cát Lâm đã ban hành thông báo khẩn cấp yêu cầu kiểm tra đất nông nghiệp để đảm bảo thoát nước hiệu quả cho sản xuất ngũ cốc. Cơ quan Nông nghiệp tỉnh Hắc Long Giang đã ban hành kế hoạch cứu trợ thiên tai. Để đảm bảo sản lượng ngũ cốc năm nay đạt mục tiêu đề ra, tình trạng ngập lụt đất nông nghiệp đã làm tăng thêm mối lo ngại về những tác động tiềm ẩn đối với an ninh lương thực ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thực tế, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực, tăng năng suất cây trồng và thực hiện chiến dịch chống lãng phí thực phẩm. Chính phủ đã cố gắng thúc đẩy sản xuất ngũ cốc trong nước bằng cách cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính và chính sách hơn, đồng thời đưa ra các quy định chặt chẽ về bảo vệ sử dụng đất nông nghiệp. Bắc Kinh cũng tăng cường khả năng phục hồi nguồn cung cấp thực phẩm thông qua đa dạng hóa nhập khẩu, đầu tư ra nước ngoài bằng cách tạo ra các tuyến cung cấp mới và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Cách tiếp cận chủ động cùng với sự phối hợp từ trên xuống và từ trong ra ngoài đã cho phép Trung Quốc duy trì giá ngũ cốc ổn định trong phạm vi hợp lý.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc cần đạt được sự cân bằng phù hợp giữa thúc đẩy sản xuất ngũ cốc trong nước và an ninh nguồn nước. Chính sách hiện tại gây áp lực buộc các tỉnh khô hạn phía Bắc phải sản xuất nhiều ngũ cốc hơn, có thể khiến hệ thống lương thực của Trung Quốc dễ bị tổn thương trước các cú sốc khí hậu. Thay vào đó, Trung Quốc cần khai thác tiềm năng của các tỉnh phía Nam có nhiều mưa để trồng thêm ngũ cốc. Trung Quốc cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc đẩy mạnh đầu tư nông nghiệp toàn cầu và chuyển giao công nghệ nông nghiệp. Chỉ có một chiến lược cân bằng tích hợp các thế mạnh khu vực bên trong Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác nông nghiệp toàn cầu, Bắc Kinh mới có thể xây dựng khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn cung lương thực ổn định và duy trì vai trò chủ chốt trong thương mại lương thực toàn cầu. Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Hà Bắc, địa phương có hơn 74 triệu dân nằm ngay cạnh thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Giới chức tỉnh này cho biết cần khoảng thời gian 2 năm để tiến hành công việc tái thiết sau thiên tai. Thông tin từ cuộc họp báo về công tác phòng chống mưa lũ và tái thiết sau thiên tai do Văn phòng Báo chí Chính quyền tỉnh Hà Bắc tổ chức cho thấy, trận mưa lớn kèm theo lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 5 đã gây thiệt hại cho 110 huyện, thành phố của tỉnh này. Dự kiến, tái thiết sau thiên tai là công tác trọng tâm của Hà Bắc và phải mất 2 năm để hoàn thành các nhiệm vụ tái thiết. Từ khi xảy ra mưa lũ đến nay, tỉnh Hà Bắc đã huy động hơn 959.000 lượt người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, tập trung vào việc xử lý các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, ứng cứu người bị mắc kẹt, cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Địa phương này đã tổ chức di rời, sơ tán 1,7574 triệu người từ khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, địa chất, lũ quét, khu vực xả lũ đến nơi an toàn, trong đó có 978.400 người trong khu vực xả lũ. Tính đến hết ngày thứ 5 tuần qua, mưa lũ đã làm 29 người ở tỉnh Hà Bắc thiệt mạng. Hiện vẫn còn 16 người mất tích đang được tìm kiếm. Thiên tai cũng làm hư hỏng 2.470 vị trí giao thông đường bộ, 1.723 tuyến đường điện 10kV, 31 tuyến đường điện 35kV phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới hàng nghìn trạm phát sóng viễn thông. Trong 2 năm tới, tỉnh Hà Bắc xác định tái thiết sau thiên tai là công tác trọng tâm với các mục tiêu. Bảo đảm tất cả học sinh có thể quay lại trường học tập trước đầu tháng tới, tất cả người dân có thể quay trở về nhà hoặc vào khu định cư mới trước thời điểm mùa đông tới, hoàn thành toàn bộ công việc tái thiết các công trình phòng chống lũ lụt trước mùa lũ năm 2024. Được biết, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều địa phương miền Bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, vừa trải qua trận mưa lũ lịch sử với lượng mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm qua, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến nước này phải mất nhiều thời gian và nguồn lực để triển khai công tác tái thiết sau thiên tai. Theo Cục Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc, tại 16 khu vực bị lũ lụt, thảm họa địa chất, các tổ chức bảo hiểm nước này đã nhận được yêu cầu bồi thường của hơn 260.000 trường hợp. Các yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến gần 9,8 tỷ nhân dân tệ, hơn 32.000 tỷ đồng. Đến nay, các công ty bảo hiểm đã giải quyết 114.000 yêu cầu bồi thường, chi trả tương đương hơn 203 triệu đô la Mỹ. Mùa hè năm nay là một mùa hè khắc nghiệt ở Trung Quốc với nền nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở nước này là 52,2 độ C tại một thị trấn thuộc khu tự trị Tân Cương. Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc mưa lũ bất thường lớn nhất trong 140 năm qua, khiến hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng, ít nhất 78 người thiệt mạng, chủ yếu ở 3 địa phương là Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Riêng thiệt hại về vật chất ở tỉnh Hà Bắc ước tính lên tới gần 96 tỷ nhân dân tệ, khoảng 316.800 tỷ đồng, gần 2 triệu người phải sơ tán, hàng trăm nghìn hộ dân bị thiệt hại, nhà cửa, hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Trước mắt, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 7,73 tỷ nhân dân tệ, hơn 25.500 tỷ đồng cho hai thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, các tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang khắc phục hậu quả. Trong 2 ngày vừa qua, bão Kanun, cơn bão số 6 đã gây mưa lớn và gián đoạn đường sắt ở nhiều tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc. Các cảnh báo sạt lở sau bão tiếp tục được đưa ra tại nhiều địa phương. Do đó, ngoài hỗ trợ từ chính quyền địa phương, sự bồi thường kịp thời từ các cơ quan bảo hiểm đã góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn. Cơn bão có đường đi siêu dài đang tiến vào Tây Thái Bình Dương, tiếp nối bão số 6. Cơn bão vừa đổ bộ Hàn Quốc và bão Lan, bão số 7, cơn bão đang tiến vào Nhật Bản. Tin bão mới nhất ngày thứ 5 của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão số 7 di chuyển chậm về phía Tây trên vùng biển gần Nhật Bản. Chiều thứ Tư, bão số 7 có áp suất khí quyển trung tâm là 985 hectopascal, sức gió lên tới 90 km/h ở gần tâm bão và gió giật cực đại 126 km/h. Bão số 7 dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc khi mạnh dần lên.
cơn bão mới nhất sẽ tiến gần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương trong thời gian từ ngày thứ Năm đến ngày thứ Bảy. Bản tin bão cho biết, trong ngày thứ Năm, gió cực mạnh dự kiến thổi qua quần đảo Ogasawara với tốc độ tối đa 79 km/h và có thể lên tới 90-104 km/h ngày thứ Sáu. Mưa lớn dự kiến xảy ra từ thứ Năm. Dự báo bão lưu ý, bão số 7 dự kiến di chuyển xa hơn về phía Bắc, đồng thời duy trì sức mạnh hướng đi của cơn bão mới nhất chưa chắc chắn nhưng được dự báo tiến tới gần đảo Izu phía nam Tokyo. Sau đó, cơn bão số 7 có thể tiến tới phía đông và phía tây Nhật Bản vào tuần tới. Giới chức Nhật Bản kêu gọi người dân liên tục cập nhật thông tin về cơn bão mới nhất bão số 7. Cũng thông tin về cơn bão mới nhất bão số 7, tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão số 7 có khả năng đi vào vùng biển của Philippines. Theo tin bão của cơ quan này, ngày thứ Tư, bão số 7 ước tính Bắc Luzon khoảng 2.510 km về phía đông đông bắc. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ 15 km/h. Bão số 7 có sức gió duy trì tối đa là 95 km/h ở gần tâm bão và gió giật lên tới 115 km/h. Trong khi đó, nối gót bão số 6, cơn bão vừa đổ bộ Hàn Quốc và tiếp sau bão số 7 đang tiến vào Nhật Bản, một cơn bão mới, bão Dora, bão số 8, có đường đi siêu dài đang tiến vào khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cho hay, bão số 8 là cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay ở lưu vực trung tâm Thái Bình Dương và mạnh thứ 3 trên toàn bộ Thái Bình Dương chỉ sau bão số 1 và bão số 6. Sau khi phát triển ở lưu vực nhiệt đới Đông Thái Bình Dương, bão số 8 đi vào lưu vực trung tâm Thái Bình Dương vào ngày thứ Tư. Rất có khả năng bão số 8 tiếp tục tồn tại ở lưu vực thứ 3 Tây Thái Bình Dương vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau khi bão vượt qua đường đổi ngày quốc tế dọc theo kinh tuyến 180 độ Kinh Đông. Theo AccuWeather, cơn bão có đường đi dài như vậy là một kỳ tích hiếm có, nhưng cũng có thể có nhiều khả năng xảy ra hơn do điều kiện khí quyển và đại dương toàn cầu hiện nay. Những cơn bão đường dài như vậy phổ biến hơn nhiều trong những năm El Nino, nhà khí tượng học quốc tế Jason Nicol của AccuWeather cho biết. Năm 1994, bão John có đường đi tương tự bão số 8 đã tiến vào Tây Thái Bình Dương và giữ kỷ lục là bão nhiệt đới tồn tại lâu nhất trên thế giới. Kỷ lục này bị bão Freddy ở Ấn Độ Dương vượt qua vào tháng 2 và tháng 3 năm nay. Thưa quý vị, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã phát hai cảnh báo đỏ về mưa bão khi cơn bão số 6 di chuyển về phía Bắc vào tỉnh này. Trung tâm khí tượng tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc phát cảnh báo đỏ đầu tiên vào lúc 15 giờ 55 phút ngày thứ Năm. Theo Trung tâm khí tượng Hắc Long Giang, một trạm ở huyện Đường Nguyên ghi nhận lượng mưa 94,9mm trong vòng 3 giờ với những cơn mưa bão sẽ tiếp tục. Cảnh báo đỏ thứ hai được đưa ra lúc 19 giờ 40 phút tối cùng ngày, khi huyện Bố Lý ghi nhận lượng mưa lên tới 92,7mm trong vòng 3 giờ. Lượng mưa cũng được dự báo vượt quá 100mm ở một số thị trấn thuộc các huyện Bố Lý và Bảo Khánh. Do bão số 6, nhiều khu vực ở các thành phố Hạc Cương, Giai Mộc Tư, Song Áp Sơn, Kê Tây và Mậu Đơn Giang dự báo có lượng mưa từ 40mm đến 80mm trong thời gian từ tối thứ Năm đến tối thứ Sáu. Với một số khu vực ở Kê Tây và Mậu Đơn Giang ghi nhận lượng mưa lên tới 110mm. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Tân Hoa Xã hôm thứ Năm thông tin, giới chức Trung Quốc nhấn mạnh công tác phòng chống thảm họa nông nghiệp và sản xuất ngũ cốc vụ thu ở các khu vực bị ảnh hưởng của bão. Đây là thông tin từ cuộc họp gần đây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc. Bộ này cho biết đây là giai đoạn quan trọng với năng suất vụ thu. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, lượng mưa lớn ở Đông Bắc Trung Quốc nếu kết hợp với gió mạnh sẽ dẫn đến nguy cơ cây trồng bị gãy đổ rất cao. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, trong đó theo dõi sát đường di chuyển của bão số 6, tổ chức các đội khẩn cấp, huy động máy móc thoát nước và đẩy nhanh thoát nước trên đồng ruộng. Dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn sẽ xảy ra ở các khu vực của Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông từ thứ Sáu đến Chủ nhật do bão. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa bão và gió giật mạnh. Dự báo bão mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay, bão số 6 tiến vào Trung Quốc ngày thứ Bảy, mang theo gió mạnh và mưa, cũng như khiến mực nước ở một số con sông thuộc lưu vực sông Nội Giang và sông Tùng Hoa có thể dâng cao trở lại. Trong cuộc họp của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm thứ Năm, giới chức cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh Từ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải cũng có khả năng gây ra lũ lụt và các thảm họa địa chất khác.
Trung Quốc đã duy trì ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2 ở Thiên Tân, ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3 ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang và ứng phó phòng chống bão lũ cấp 4 ở Liêu Ninh và Sơn Đông. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, lũ lụt và bão ở Đông Bắc Trung Quốc, tăng cường tuần tra và bảo vệ các tuyến sông và đê trọng yếu ở lưu vực sông Hải Hà, đồng thời cải thiện quy trình cảnh báo sớm. Kính thưa quý vị, sau đợt mưa lũ lịch sử, miền Đông Bắc Trung Quốc, nơi được biết đến là kho lương lớn nhất ở quốc gia này, đang dốc sức đảm bảo an ninh lương thực. Các nỗ lực cứu trợ bao gồm tăng cường quản lý đất nông nghiệp, giảm tác động của mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Các chuyên gia lưu ý, ảnh hưởng của mưa bão đến toàn bộ sản phẩm ngũ cốc trên cả nước đã giảm mạnh. Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp bảo đảm lương thực kể từ khi miền Bắc và Đông Bắc nước này hứng chịu nhiều trận mưa lớn. Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, ngày thứ ba, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã viện trợ khẩn cấp 732 triệu nhân dân tệ, khoảng 101,55 triệu đô la Mỹ cho 9 khu vực cấp tỉnh bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang. Thủ tướng Lý Cường yêu cầu tập trung và tăng cường lập kế hoạch dài hạn cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền Bắc Trung Quốc, nâng cao khả năng ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa về nước và hạn hán. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Sở Nông nghiệp tỉnh Cát Lâm đã ban hành thông báo khẩn cấp yêu cầu kiểm tra đất nông nghiệp để đảm bảo thoát nước hiệu quả và đảm bảo sản xuất ngũ cốc. Nhân viên và máy móc chuyên dụng được bố trí để sửa chữa khẩn cấp và gia cố các kênh mương có nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời triển khai hệ thống báo cáo trực 24 giờ. Tỉnh Hắc Long Giang, vùng tiêu thụ 11,3% tổng sản lượng ngũ cốc trên toàn quốc trong năm 2022, đã ban hành kế hoạch cứu trợ thiên tai cho những vùng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời kêu gọi tăng cường kiểm soát sâu bệnh và quản lý đất canh tác. Trong bối cảnh biến động giá lương thực do xung đột Nga-Ukraine gây ra, lũ lụt cũng khiến người dân Trung Quốc lo ngại về an ninh lương thực. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tác động của lũ lụt đã được hạn chế. Niang Fengjing, giáo sư Viện Thông tin Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc không phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế, nhưng vẫn cần tăng cường giám sát thị trường quốc tế và hệ thống cảnh báo sớm để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Li Guoxiang, nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Nông thôn thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đồng tình với quan điểm này. Ông Li cho biết, năng lực sản xuất ngũ cốc nội địa của Trung Quốc tương đối mạnh, và những biến động trên thị trường ngũ cốc quốc tế đã có những tác động không nhỏ đối với an ninh ngũ cốc của nước này. Sản lượng ngũ cốc mùa thu ở Trung Quốc chiếm 3/4 tổng sản lượng ngũ cốc hàng năm trên cả nước. Các khu vực sản xuất ngũ cốc chính đang nỗ lực hết sức để có thể thu hoạch ngũ cốc khi mùa thu đang đến gần. Các cơ quan khí tượng của Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng cơn bão thứ 6 trong năm, bão số 6, sẽ gây mưa lớn ở một số khu vực Đông Bắc Trung Quốc và yêu cầu các khu vực này nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống. Bộ Thủy lợi cho biết tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Tùng Hoa vẫn đang diễn ra khá phức tạp. 85 con sông khác bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đó, tỉnh Liêu Ninh đã kêu gọi các bên liên quan tăng cường quản lý đất nông nghiệp nhằm giảm tác động do mưa lớn gây ra. Đồng thời, khu vực này cũng cần sự phối hợp của các chuyên gia, kỹ thuật viên nông nghiệp để đánh giá tác động của thiên tai và kịp thời hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Quý vị thân mến, tổng cộng 33 người đã chết và 18 người khác mất tích trong đợt mưa lũ lịch sử ở Bắc Kinh. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, thủ đô của Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt trên diện rộng do lượng mưa lớn nhất trong 6 thập kỷ. Hôm thứ Tư, Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời một quan chức chính quyền Bắc Kinh cho biết, tính đến ngày thứ ba, tổng cộng có 33 người thiệt mạng, 18 người mất tích. Giới chức Bắc Kinh bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những đồng đội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và các nạn nhân. Theo chính quyền Bắc Kinh, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 1,29 triệu người, khiến khoảng 59.000 ngôi nhà bị phá hủy và 147.000 ngôi nhà bị hư hại. 15.000 ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Hiện tại, thiệt hại liên quan đến thiên tai vẫn là con số sơ bộ và việc đánh giá tổn thất vẫn đang được tiến hành. Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa cực lớn lên tới 744,8mm trong các trận mưa bão trong 5 ngày. Đây là đợt lũ lụt lớn nhất tấn công thành phố trong 140 năm qua, cơ quan khí tượng Bắc Kinh thông báo. Đợt mưa lớn gần nhất ở Bắc Kinh là vào ngày 21 tháng 7 năm 2012 với lượng mưa trên 541mm khiến 79 người thiệt mạng. Chính quyền thủ đô Trung Quốc cho biết sẽ tham gia đầy đủ vào việc phục hồi và tái thiết sau thảm họa, bao gồm khôi phục các công trình thủy lợi bị hư hại do nước, sửa chữa và gia cố những ngôi nhà bị hư hại của người dân nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, năng lượng, thông tin liên lạc,
và các cơ sở dịch vụ công cộng trong vòng một năm để đảm bảo cơ bản sinh kế của người dân địa phương.